chuột phong thủy mạ vàng 24K mang thương hiệu Caralac là sản phẩm quà tặng độc đáo của các nghệ nhân Vinatax chế tác, đem lại may mắn trong cuộc sống, tình duyên vợ chồng. Chuột có sức sinh sản ở cấp số nhân, lại là loài vật nhỏ bé, dễ lẩn trốn. Vốn có nhiều thức ăn được con người thiên nhiên ban tặng, nên chúng luôn tồn tại và liên tục phát triển. Vậy tại sao nó đã không tốt mà nó vẫn đứng đầu 12 con giáp? Xin trả lời rằng, con chuột mang hành thủy. Vũ trụ hình thành đầu tiên sinh ra nước. Nước có sự sống sinh ra vạn vật. Vì thế người ta trưng bày chuột phong thủy với mong muốn một sự bắt đầu và sự phát triển trường tồn. Thỉnh một linh vật chuột phong thủy mạ vàng 24K mang thương hiệu Caralac sẽ là một tuyệt phẩm độc đáo trong căn phòng của bạn. Bạn có thể dùng linh vật chuột mạ vàng này làm quà tặng độc đáo cho người thân của mình, đặc biệt là những người tuổi Tý hoặc những người tuổi Sửu. Bởi vì theo như các chuyên gia tư vấn phong thủy thì Tý, Sửu là nhị hợp. Những người tuổi Tý rất hợp với những người tuổi Sửu. Tặng linh vật chuột mạ vàng 24K cho người thân sẽ giúp họ cảm thấy cuộc sống xã hội được cải thiện theo hướng tích cực, hạnh phúc hơn và các mối quan hệ được mở rộng. Cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình, không còn gặp nhiều chuyện phiền toái và có được nhiều bạn bè hơn. Ngoài ra, linh vật chuột còn đem lại may mắn trong tình duyên. Thỉnh linh vật chuột mạ vàng cho mình sẽ giúp giữ vững tình cảm vợ chồng, tránh được những tiếng đồn xấu sau lưng, tình cảm vợ chồng thêm mặn nồng hơn. Để có được quà tặng cao cấp hay linh vật chuột phong thủy mạ vàng 24K mang thương hiệu Caralac, khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin công ty cổ phần Vinatax, tầng 4, tòa nhà 133 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. Số điện thoại 1900 6479 hoặc 0902 316 316, email tuvana@mavang.vn, website caralac.vn hoặc quà tặng mạ vàng.com.